Thì nhắc lại cái bài đạo dẫn của Khánh Chi trước, là đạo dẫn nó là cái ngón ngón này ngày xưa khi phân tách ra nó hay lắm, là cái người ngày xưa là cái bài này khi nó vũ nó cầm như này, thấy không, trên này nó có một cái ly đó, đó cái người vũ nữ ngày xưa đứng vậy ha, nè nó cầm cái đây cái mâm cầm cái ly này, lấy hai ngón này nó cầm cái ly bằng hai ngón này nó để xuống cho ông vua, nghe không, rồi cái ông thay cái ly mới cầm để lên này, đó cái động tác đó đó. Bây giờ đất nó múa, khi thầy múa em mới hiểu, phải hiểu cái thường thường học cái gì phải có cái gốc, nó lấy được đâu ra để nó làm cái động tác đó, thì cái động tác nó đứng vậy nè, đó nó giăng hai tay lên nè, một cái tay ngửa là cái mâm, nó ngó cái bàn tay bắt đầu nó rùng từ từ xuống, rồi nó ngó vô giữa, rồi nó ngó xuống đây nè, thì cái ngón tay này nè đó, nó bấm làm cái ly á, đáng dễ đưa lên, chỉ đưa lên vậy thôi, xong rồi đổi cái tay bên này xè là cái mâm, tay này úp xuống, khi nó để cái mâm này thì nó, khi nó rùng xuống là cái đang nó ngó như có cái ly nè, nó cầm cái ly sạch nè, nó nghiêng nghiêng đưa cái ly này xuống bên này, thấy không, rồi nó lấy cái ly dơ nó gấp lên kia mà nó không gấp, dễ đưa lên vậy, thành ra cái động tác này nha, một đó thầy múa chứ gì mẹ như nữa, một nhưng mà để ý kỹ thuật nó bấm cái này nè, nè lên đó, bấm bên này lên xuống này bấm, cái này lấy cái ly, cái này là nâng cái mâm, nâng cái mâm là thường thường em để ý khi người ta nâng mâm là hai ngón này là chính nè, đúng không, nè hai ngón này nè, cái ngón này với cái ngón giữa nó chịu cái mâm, là ngón giữa như ngón cái em cầm cái mâm, đúng không, bưng mấy cái thằng bưng phục vụ vậy à, chứ đâu phải nguyên cái bàn nó rớt, để năm ngón chỉa lên như nè, thì nó là xuống nè, nâng lên cứ là chậm chậm vậy, mình nhắm mắt mình tập mình sẽ thấy, lấy cái ly lên giơ lên thành cái mâm, quay cái đầu xuống đây lấy cái ly lên thành cái mâm, thế là cái người thấy con vũ nữ nó múa là vậy, thấy chưa, mà nó múa tình múa đó, cái góc này là cái đó, cái đó là luyện tâm bào, là luyện cái cơ tim, mấy người bị ngón giữa cơ tim tức là cái ngón giữa, thành ra mấy người bị bệnh mà nhồi máu tim chích đây hết liền, cái ngón giữa chứ không phải 10 ngón đâu, nhồi máu cơ tim, ví dụ em nhói ngực ha, em chỉ bấm cái này nhiều này, em cú xuống cầm cái ly mà này, cầm cái ly hồi cái hết nhói này, ví dụ ngồi thấy nhói ngực em cầm cái ly mà ly uống rượu mà nó có cái bình có cái chân này, cầm đổ rượu đi nâng lên, nâng lên hồi hết nhói, hay lắm. Thế nên nữ nó bị tim nó cứ vậy đó, hồi hết nói vỏ tim cái cơ tim là nó làm việc 24 không có vốn, cả đời không được ngừng chết mẹ rồi. Bây giờ 70 tuổi là cái cơ tim nó không được ngưng giờ nào, nó cứ bó hoài à, ngưng chết mẹ chứ. Không có cơ bắp mà làm ghê như cái cơ bắp tim. Còn cái này, cái mỏi nè, nó bóp suốt cả đời em luôn, 70 năm nó cứ dày hoài, ghê sợ luôn, mà 70 cái luôn trong một phút. Cái bắp thịt gì mà ghê, gọi là bắp thịt vĩnh cửu, ghê, cái bắp thịt tim ghê lắm. Bắp thịt nè, em cầm cái đồ hồi mỏi mẹ nè, này bóp suốt đời 70 năm cái dày hoài, em thử lấy tay bóp hồi mỏi rồi chứ đừng nói cái bắp tim. Thành ra nó dễ đột quỵ, nó mà đột quỵ tức là nó bị chuột rút cả chết liền. Trong ngành kỹ công nó gọi là chuột rút, cái chuột rút cái tim chứ không phải là nhồi máu cơ tim như tụi Tây ở đây đâu, tức là cái bắp thịt nó bị chuột rút, mà nó bị vậy là sao cứu. Thành ra tập cái đó nó tăng, nó cấp năng lượng cho tim, cái cơ bắp nó hoài để không nó thiếu, mình phụ nó luôn, tập cái ngón này. Thành ra Phật ngồi thấy không, Phật ngồi ổng cũng sợ cái bị nhồi máu của tim hay bấm nè, mà thấy không, em búng ra em cản lại tim nó đỡ liền, búng ra em cản lại nè, để vậy không phải là không có đâu,
tức là ông ngồi ông búng ngón giữa ông cản con cái lại chứ không phải rờ 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 đâu, búng lại cản là cái nhẹ cái tim đang căng á, em búng ngón cái chặn để cái bên này dễ vậy, thấy cái ngực nó có cái áp lực vô đó, thấy liền nè, để vậy. Em búng mạnh bao nhiêu trong em nó trong dưới cái năng lượng nó tích vô đây, cái ngón cái cái ngón giữa với ngón cái em để vậy nè, búng mạnh ra coi kèm nó trong này, thấy cái tim nó khỏe nè, à, cái bắp thịt tim. Còn em hôm nay là cái bắt đầu cầm máy. Dạ, cầm 6. Hôm nay là 6 không? 6, bây giờ cái bắt đầu cầm 6 nè.